Xin chào cả nhà. Shop Ngọc Hiển Hải Phòng bên em nay lên sóng cho các bác một em nồi áp suất thương hiệu Pháp các bác nhé. Đấy, em dòng nồi nhôm van xoáy Make in France này. Đấy. Đó là nồi áp suất Pháp được xuất sang thị trường Nhật các bác nhé. Đấy, dòng này là dòng van xoáy. Và con này thì xài ga không xài từ các bác nhé. Các bác đun ga đun củi ok luôn. Và con này để mà nói thì độ mới gần như là 99%. Đấy. Mới 99% luôn nhé. Đây em quay chi tiết ở bên ngoài cho các bác xem đã này. Đấy, dòng phan xoáy nó giống như cái nồi Nga ngày xưa ấy các bác ạ. Cái dòng này thì cực kỳ là bền, gioăng cao su âm. Đây. Vỏ bên mặt bên trên màu trắng nhá, xung quanh của nó là màu xanh này các bác này. Đấy, nó giống làm giống giống như cái phan xoáy này, phần tay và phần nồi xung quanh là màu xanh nhá. Đấy, các bác nhìn đun ga mà còn mới nguyên, tức nghĩa là cam kết với các bác là con này mới đến 99%. Được chưa? Đun ga không đun từ. Đây, phần đáy này các bác này. Đấy các bác nhìn chưa? Mới luôn. Chưa dùng sử dụng. Con này là hàng trưng bày nhá các bác nhá. Chưa sử dụng. Đây em cho các bác xem bên trong của nó này. Bên trong của nó đặc biệt nó có một lớp chống dính. Con này là dung tích 6 lít nhá các bác nhá. Van xoáy này thì cực kỳ là bền luôn. Đây, gioăng cao su này các bác nhìn. Trắng phau chưa sử dụng luôn này. Đấy. 99% là chưa qua sử dụng và nó là hàng trưng bày luôn nhé các bác nhé. Bên trong đây có một chân hấp này. Chân hấp này các bác nhìn này, mới tinh luôn. Đấy. Tất cả nguyên bản mới tinh nhá. Lồng bên trong. Bên trong nó đây các bác nhìn này, nó là một lớp chống dính nhá các bác nhé. Cái nồi này các bác có thể dùng đa năng luôn, dán trên xào nấu. Đấy, thành nồi áp suất rồi tất cả các loại luôn. Đấy các bác nhìn chưa? Lớp chống dính mới tinh đình tình luôn. Con này 6 lít. Nồi đa năng luôn ạ, hàng quá đẳng cấp luôn. Chỉ có một duy nhất, có một con lại không có con thứ hai đấy nhá các bác nhé. Đấy. Nồi áp suất em về rất là nhiều nhưng mà chưa từng thấy có một cái nồi áp suất nào nó lại như thế này. Bác nào đấy em bán cho các bác con này dung tích 6 lít, 1 triệu 3, bao ship luôn. Đã test kín hơi linh nhanh nhừ, bảo hành cho các bác 3 tháng luôn. Đấy. Con này thì quá ok, van chuẩn xịn sò luôn. Cực kỳ đẹp luôn nhé, hàng VIP nhé, Make in Pháp nhé các bác nhé, Make in Pháp này. Đẹp nhé các bác nhé, bao mới cho các bác rằng 99% là hàng mới, hàng trưng bày chưa qua sử dụng. Đấy. Bác nào lấy thì liên hệ với em qua số điện thoại 0934230664, hàng cọc lên đơn nhé các bác nhé, cọc cho 100.000 thôi ạ, còn lại nhận hàng thanh toán. 1 triệu 3 đun ga, dung tích 6 lít, hàng đẹp như mới. Bác nào lấy thì alo em ạ. Xin chào các bác ở các video sau.